xin cảm ơn sự theo dõi trở lại của quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, trong phần 2 chương trình thì Tô Uyên xin được gọi là tra tấn nữ ca sĩ Hoàng Thục Linh vòn vẹn vài phút nữa thôi, trước khi chúng ta sẽ kết thúc chương trình với một cái music video rất là hạnh phúc và rất là dễ thương của Hoàng Thục Linh và Quốc Khanh. Chị tôi được biết rằng là sắp tới em và Khanh tính, gọi là không phải tính mà đang chuẩn bị có một số dự án sắp ra. Thì em có thể nói những cái dự án sắp tới của hai em là gì? Dạ, thưa chị và thưa quý vị, thì sắp tới Thục Linh và Khanh sẽ ra một cái CD album mới, coi như là chủ đề là Hãy Yêu Nhau Đi, là CD song ca, hai người thôi. Và hai em thâu tới đâu rồi hay là xong rồi? Dạ gần xong rồi, chỉ có khoảng 1-2 bài nữa là đã xong. Sau cái chủ đề đó thì ai là người chọn nhạc? Em với ảnh hai người đều chọn nhạc chung. Những bài rất là dễ thương. Tại vì Thục Linh là ca sĩ quê hương, rồi ảnh thì ca sĩ trẻ nhạc tình, cho nên chọn rất là, chọn những cái bài thì nó, I guess you could say semi-sun. I wouldn't say that, right? Like, I don't know. Like you compromise both of your voices, certain songs that works both. Thì coi như là cái bài này. Chẳng hạn như một vài bài em có thể cho biết là bài gì? Thưa quý vị, thì nhất là cái bài Hãy Yêu Nhau Đi là của anh Trúc Sinh. That's a great song, by the way. Yeah. Thì nó bài rất là dễ thương. Và thêm một bài nữa, Thục Linh cho quý vị biết thì là bài Biển Tình của nhạc sĩ Lam Phương. Cũng rất là dễ thương và nó cũng mùi lắm, nhưng mà nó không có phải quê hương. To quê hương, yeah. Thì khi mà hai em thâu như vậy thì chắc chắn là Khanh là cái người gọi là coach cho em đúng không? Yes, definitely. Có bao giờ bị ông chồng mình vừa là chồng mà vừa là coach làm mình chưa vậy? Em nghĩ chắc là tại vì ảnh là chồng cho nên ảnh còn khó hơn nữa. mà cái này là ở nhà của Thục Linh và Quốc Khanh thì có một cái studio riêng, cho nên là những cái project là Thục Linh và Khanh tự làm hết. Tự produce luôn. Wow. Yes. Cho nên mà mỗi lần thâu mà có cái gì mà không vừa ý cái là anh nói thôi đi ra đi, em không có thâu nữa. Ngày khác hay là hẹn lại. Really? But I mean it's good because we have the opportunity to work together. Right. Yeah. So cái dự án này là gần sắp xong rồi, thì em nghĩ là lúc nào hai em sẽ cho phát hành và cho quý vị đón mua? Em nghĩ chắc cũng cuối năm này. Cuối năm này. Rồi chị cũng được biết là em cũng có thực hiện một số music videos hả? Yes. Can you talk about that? Yes. I believe so. Yes, please do. Thưa chị và thưa quý vị, thì Thục Linh và Quốc Khanh có quay một cái music video MV mới. Cũng là một bài hát ở trong cái CD sẽ phát hành đó. Thục Linh cũng chưa có muốn nói nhiều về đó, nhưng mà đó là một cái video rất là lãng mạn. Really? Yeah, cũng mà quay xong rồi. Dạ, quay xong rồi. Và lúc nào em sẽ premiere cái video này? Chắc trong vài tháng sắp tới. Em tính premiere cái video này cùng lúc em sẽ ra mắt CD của hai em hả? Hay là trước hay sau? Có thể là trước chút xíu, xong rồi sẽ ra cái CD luôn. Thì nhưng làm sao quý vị có thể theo dõi? Em có một cái website hay là một cái blog hay một cái YouTube page của em? Not for us, nhưng mà cái music video đó quý vị sẽ là phát hành ở trên Asia Channel. Oh, okay, okay. Asia Channel sẽ là nơi mà phát hành cái music video của hai em. Yeah, I can't wait. So, are you ready? Em có chuẩn bị cho ngày 20 tháng 8 này chưa? Yes, almost ready. Kỳ này em sẽ hát bài gì? Không biết có nên nói hay không. Chị nghĩ ok, tại vì khán giả xa người ta chắc cũng muốn biết mà đúng không? Hình như kỳ này sẽ stream live. Đúng rồi. Phần đông mà xa đó. Kính thưa quý vị, thì lần này cái chương trình Asia sắp quay là rất đặc biệt. Tại vì lần đầu tiên stream live. Yes. Cho nên nhiều quay là quý vị có thể theo dõi được ở nhà. Thôi chắc nói luôn. Nói luôn. Tại vì cái sự chuẩn bị cũng nhiều lắm đúng không em? Dạ đúng rồi. Yeah. Kính thưa quý vị, lần này Thục Linh được may mắn hát một bài ảnh hưởng về Huế. Oh. Yeah. So lần này Thục Linh sẽ hát bài Mưa Trên Phố Huế. Yeah. Rất là vui tại vì lần đầu tiên Thục Linh hát được một bài về Huế. Cho nên cái cách hát nó cũng phải khác hơn chút xíu. Yeah. Và khi em thâu thì chồng là Quốc Khanh giúp cố vấn em hát cho nó đúng cái style của Huế, Mưa Trên Phố Huế. Kính thưa quý vị, thì ba của Thục Linh, bên gia đình bên ba cũng là người Huế, cho nên rất là vui và
I think they're excited to see me hát một bài Huế. Wow. Chắc chắn là những quý vị nào mà sẽ đi xem chương trình vào ngày 20 tháng 8 này thì cũng sẽ rất là excited để mà xem nữ ca sĩ Hoàng Thục Linh trình diễn nhạc phẩm Mưa trên phố Huế. Wardrobe, everything's done? Yes. Áo dài màu tím, of course. Nhưng mà nhìn ra sau thì quý vị sẽ đón xem. Wow, can't wait. Có một số, chắc chắn là có những khán giả trẻ đang xem cái buổi nói chuyện ngày hôm nay thì trước khi chúng ta chào tạm biệt tất cả quý vị, em có những cái message có thể gửi đến cho các bạn trẻ xem cái buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Thưa chị và thưa quý vị, thì a message to your fans. To my fans, thank you for everything. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ rất là nhiều trong những thời gian đã qua. Và Thục Linh cũng sẽ cố gắng mà ra những phẩm nhạc phẩm mới, những cái project mới để mà cho quý vị có thể xem và thưởng thức được, để đáp lại sự yêu thương của quý vị đã ủng hộ suốt bao nhiêu nay. Và Thục Linh cũng cảm ơn chị Tố Nguyên. Thank you for having me on the show. Rồi Thục Linh cũng xin chúc quý vị được một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn Hoàng Thục Linh rất là nhiều. Đáng lẽ hôm nay Quốc Khánh đến nhưng mà Quốc Khánh quá so bận. Busy, yeah. Quá bận đi thưa quý vị, tại vì cái show là tuần tới rồi nên đang bù đầu ở nhà để mà mix nhạc cho anh Chúc Hồ, cho Aisha. Yeah. Vâng, thưa quý vị, cảm ơn quý vị khán thính giả rất là nhiều đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, và mong rằng là khi mà nữ ca sĩ Hoàng Thục Linh và Quốc Khánh cho phát hành những cái dự án sắp tới vào cuối năm thì mong rằng quý vị sẽ ủng hộ hai bạn trẻ này. Đến đây chúng tôi xin trân trọng kính chào tạm biệt tất cả quý vị và xin kính chúc tất cả quý vị có một ngày thật là hạnh phúc và bình an.